Dạ dạ. Anh con nằm mê man vậy cái tay vậy nè. Dạ. Tay giờ nó quắp lại luôn rồi bà. Rồi cái cẳng này chết quèo bên đây cái tay béo rồi. Cái cẳng này còn ngay, cái cẳng này ngay trừ luôn, chết luôn mừng. Dạ dạ. Mệt nằm bây giờ quá mệt. Và là giờ, giờ anh mệt quá rồi đúng không? Bà nuôi nó mệt quá. Dạ. Quá con ơi, con đang giúp giùm đi. Hey, kính chào tất cả các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại ấp 2, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, Tiền Giang á. Thì lần trước mình có giới thiệu đến tất cả mọi người về cái hoàn cảnh của bà Mén, nhưng mà bà phải nuôi thêm một người con 66 tuổi nhưng bị liệt nửa người. Và là bây giờ nằm giống kiểu người thực vật đấy các bạn. Thì bây giờ cái cuộc sống của bà rất là khó khăn. Trước mặt mọi người đây là căn nhà của bà này. Thế hôm nay mình sẽ xuống để mình xem tình hình. Thứ nhất là biếu cho bà ít quà. Thứ hai nữa là xem cái nhà bà. Thì mình có thể hỗ trợ bà để sửa sang lại nhà cho bà không? Con chào bà. Gia đình khỏe không con? Dạ dạ, bà khỏe không? Chào mẹ. Ôi nãy giờ mệt mới sợ rồi. Mệt mệt làm sao bà? Gia đình ba má nội ngoại giờ cô anh em khỏe hơn. Dạ 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 dạ. Bà cứ ngồi đi. Dạ dạ, dạ dạ. Dạ. Bà ngồi đi để con phải thăm bà một tí. Bà nhớ con không? Nhớ. Nhớ lần trước con mới xuống thăm bà mấy ngày á. À. Con về chỗ đi, về chỗ. Dạ, bữa nay bữa nay sức khỏe của ba làm sao rồi? Ôi mệt quá con. Mệt quá hả cơ? Mệt quá. Dạ. Cái tim rồi đó giờ mệt quá. Tim mệt quá hả cơ? Dạ. Dạ. Thế bữa nay bà ăn uống được không? Hả? Bữa nay bà ăn uống được không? Bữa nay bà ăn uống có được không? Bà cứ ngồi đi, bà cứ ngồi, cứ ngồi. Bữa nay bà ăn uống có khỏe không? Điếc quá. Điếc có ăn uống gì được không? Ăn ít quá con. Ăn ít quá hả cơ? Ăn ít quá, ăn ngủ không được. À, ăn ngủ không đầu được. Buồn con quá con. Dạ. Buồn chú con á. Dạ. Buồn quá. Là chú ấy bây giờ là cái bình tĩnh nó có đỡ hơn không bà? À. Chú cái bình tĩnh của chú có đỡ hơn không? Nói lại giùm tao cái gì? Chú không biết cái gì á, chú ơi. Nó bệnh không biết gì hết. Dạ dạ. Bây giờ bà dẫn con vô thăm chú ha. Dạ đi. Không biết gì hết đâu. Giờ bà thêm đi với chú này vô nhà đây nè, hỏi cái chú nó coi sao bệnh sao. Mày gì cái chỗ để con chỉ cho. Mà đuổi ra. Bỏ không nghe mà nói giùm. Bà ăn cơm chưa bà? Dạ, ăn rồi con. Ăn rồi à cơ? Hôm nay bà ăn món gì á? Ăn cơm với tôm. Ăn cơm với tôm à cơ? Ừ, bà điếc quá. Dạ, dạ, dạ. Anh con nằm mê man vậy cái tay vậy nè. Dạ. Tay giờ nó quắp lại luôn rồi bà. Rồi cái cẳng này chết quèo bên đây cái tay béo rồi. Cái cẳng này còn ngay, cái cẳng này ngay trừ luôn, chết luôn mừng. Dạ, dạ. Mệt nằm bây giờ quá mệt. Và là giờ anh mệt quá rồi đúng không? Bà nuôi nó mệt quá. Dạ. Quá con ơi, con đang giúp giùm đi. Dạ. Con sẽ giúp bà cứ yên tâm. Dạ. Bà đã 95 lận mà. Quá. Bà 95 tuổi. Mệt quá, đau lưng dữ. 95, 96 tuổi rồi đúng không? Đau quá. Bà đau lưng rồi cơ? Đau lưng dữ. Cái miếng này bà dán là từ hồi đó đến giờ chưa gõ ra bà? Cái gần nó đau. Cái cổ nó đau hả? Nuốt nước miếng đau hả? Nuốt nước miếng là đau. Nước miếng đau quá. Thế chú mấy ngày nay tắm chưa bà? Hả? Chú mấy ngày nay bà chú tắm chưa? Trời ơi. Bà tắm không nổi, chờ nhỏ ra gì anh tắm tới 9-10 bữa gì tắm tự nghiệp quá. 9-10 bữa về tắm lần? Bà nằm tắm không được, mà tắm không được. Dạ dạ. Hết sức. Dạ, có nghĩa là kêu em phụ lên này kia cho bà vậy. Bà lấy ghế và ngồi chụp hả? Dạ, không, bà cứ ngồi đi, bà cứ đứng đi, con với bà ra đây ngồi, ra đứng trước đây ngồi này, bà cho nó mát này. Đây là thêm. Lấy cái mái che của bà. Ai mận hết con. Này chắc là tình hình là chắc là mua tôn về bắn quay từ đây, đi vòng sang bên đây, rồi đi vòng sang bên đây, bắn cái vách tôn này lại. Nhớ con, nhớ. Đây này, cái chỗ bà ngủ đây là nó bị hắt mưa xong là bà lấy cái bao bịch này, que này. Đó, bà che lên đây, che để cho nó khỏi mưa, khỏi hắt, khỏi rột đó.
Còn cái chỗ của chú đây nằm thì làm cái giường giống cái cũi này, xong bắt đầu làm ngay kế bên cái nhà vệ sinh. Xong bắt đầu là khi mà tắm giặt thì bắt đầu là xối nước ở trên này cho nó chảy xuống dưới đó luôn. Thì bà mới khoảng 10 ngày thì mới tắm cho chú một lần. Bởi vì cũng không có người nhà neo đơn nữa. Thì có mình chú, có mình bà, con bà thì ở xa. Con ra đi, đây đi. Thế này bà ăn món gì bà cho con xem mới được không? Này này bà ăn cơm với cái gì? Ăn cơm tôm. Đó còn dẫn con qua xem nồi cơm có gì nữa. À, hồi mời có đám vỗ. Thím chở ra cho chú coi. Hồi mời đám vỗ họ cho tội nghiệp. Con đừng nói ở đâu đi. Đám vỗ ở bên cầu móng mà đem qua cho bà nè. À đây đây, bên đám vỗ cho bà. À, đó, cầu móng mà đem cho bà biểu bà ham đó. À đây bên đám vỗ cho bà cái trứng này mấy cả thịt vịt này. À dạ dạ. À cơm nấu. Ô cơm nó bị thiêu rồi bà ơi. À, đừng ăn cơm này nữa nha. À, cơm này con thấy bị thiêu rồi. Còn bà ăn tôm vậy nè. Dạ, dạ. Ăn cá, ăn thịt không được. À đây bà treo lên trên đây nè. Tôi nghe tấm vỗ cầu bóng bà đem qua cho. Dạ dạ. Thương lắm. Này bà cháu đổ bà. Dạ. Ăn con bữa hai con tôm. Bà ăn cái tôm bé tí này hả? À, kẹt nghẹt. Ăn cá, ăn thịt không được. Dạ, vậy là hôm nay bà ăn tôm đúng không? Ăn tôm. Dạ. Bà cũng treo ký cho chuột nó phải ăn đó. Treo nó đấy chú, con hông mèo nó ăn dụng. Dạ, dạ, dạ. Không thấy đường, khớp dạ, nghẹt. Dạ. Cái ai vô bà thấy, tôi nói dùm. Thế bà ngồi giường đấy bà ngồi bên đây đi. Giờ con lấy cái ghế con ngồi. Con lấy cái ghế con ngồi rồi con nói chuyện với bà ha. Cho em mượn cái ghế. Con ngồi vậy ta. Dạ, dạ. Thế bữa nay có ai xuống thăm bà không? Có ai thăm bà? Có thằng em anh cỡ con nè. Dạ. Nó nói nó cho thùng gió đó, cho thùng sữa đấy hả? Sữa. À nói mai mốt có bạn con nói cho sữa bà uống. Dạ dạ. Bà già con mệt quá. Dạ hôm nay con xuống con cũng mua cho bà hai thùng sữa. À dạ của con. Phải con không? Không không, cái này hôm nay con mới xuống này, còn hôm trước là con xuống lần, hôm nay con xuống lần thứ hai này. Em mới nói bạn. Dạ, con như không biết. Như cỡ con vậy nè. Dạ, con không biết ạ. Dạ. Dạ, đây, con nay con mua cho bà hai thùng sữa. Chị ơi. Bà cảm bế ơn. Bế em hai thùng sữa vào để đây cho bà với. Bà cảm ơn lắm không? Dạ. Cảm ơn. Dạ, mua sữa cho bà uống. Bây giờ con mua sữa cho bà từ giờ đến cuối năm luôn được không? Hả? Con mua sữa cho bà uống từ giờ đến cuối năm luôn được không? Để đâu chứ? Thấy để lên giường đấy chị. Hay mua hai thùng sữa. Để giường giùm thêm nè con. Mua cho bà hai thùng sữa. À, cảm ơn lắm bà con. Trời ơi, con nghèo không có bà vất vả lắm con. Vất vả nhờ cô bác chòm xóm đem cho gạo, rồi cho nước mắm, rồi chùa, cho bột ngọt, đường cho bà ăn. Nói chung là hàng ngày, cái này 7 năm rồi. Bà vất vả cũng nhờ cô bác ở ngoài nước. Dạ, ngoài dạ. Rồi nước trong đây mấy con vậy đó. Dạ. Giúp bà sống, bà nhờ ơn cô bác anh em từ xa đến gần. Dạ. Giúp đỡ cho bà, đặng bà sống nuôi con. Dạ. Con cho cha mẹ chết hết rồi. Dạ. Con cũng nhớ ơn mấy con dữ lắm. Bà khỏe nhờ mấy con có tiền, 5 tiền một quang mua cá ăn. Dạ. Còn bây giờ từ giờ đến cuối đời của bà con nuôi bà luôn được không? Hả? Từ giờ đến cuối cuộc đời con nuôi bà luôn được không? Con lo cho bà á? Sao? Từ giờ đến cuối đời là con nuôi bà luôn được không? Cháu nói gì đó? Con nuôi bà từ giờ đến lúc bà mất thì thôi. Nói giờ nuôi á, thím tới dài dài luôn. À. Con nuôi bà luôn ha. Chịu không? Ờ, được, cảm ơn dữ lắm. Dạ. Con này đặng, bà cầu chúc rồi Phật với mấy con giúp đỡ giùm cho bà được 100 tuổi. Dạ. Nhờ ơn trời Phật, rồi sau nữa nhờ ơn cô bác, con cháu vậy lận mà sống. Dạ. Chứ bà mà không được. Dạ. Nhờ trồm xóm từ xa gần, từ ở ngoài nước ngoài mà vô đây. Dạ. Mấy em. Dạ. Thương tình nghĩa mẹ con của bà. Dạ dạ. Bà cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cho bà già riết
Rồi con mắt này thì thấy, con mắt này không thấy. Dạ, dạ. Dạ. Vì không khỏe, bà nói con biết cái hơi. Dạ, dạ. Mệt quá. Con thấy bà yếu rồi. Dạ. À. À, con sẽ nuôi bà đủ 100 tuổi nha, được không? Được. Cảm ơn lắm. Đó, con bà phải sống được 100 tuổi, con thấy bà phúc hậu mà. Giờ còn 5 tuổi nữa 100. Dạ, dạ, dạ. À. 5 tuổi bà nữa. Bà cầu nguyện dữ lắm. Dạ. Đốt nhang cầu nguyện. Trời Phật, con nhờ ơn trên trời Phật giúp đỡ con. Dạ. Nước ở ngoài nước ngoài, cho nước này, vì mấy em mà không biết quay phim đó, em ở đâu. Dạ, dạ. Giấy tờ vậy thôi. Dạ. À, quay vậy. Để con tặng cho bà hai cái máy niệm Phật nha. Dạ. Bà một cái, mấy chú một cái nha. Dạ. Cái máy niệm Phật nó mở lên, nó Nam Mô A Di Đà Phật á. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, cái bà ra Phật dữ lắm. Dạ, dạ. Giấy trời Phật kia lắm con. Dạ. À, chùa đó biểu bà cho gạo đó. Dạ. À, cho bà đeo cái này rồi cái đồ nghiệp. Rồi bà ráng mô Phật. Dạ, dạ. À, tôi uống em Úc. Dạ. Mô Phật ghê lắm. Dạ con sửa nhà cho bà chịu không? Hả? Con sửa cái nhà cho bà nha. Trời ơi, còn mắng ơn nữa. Dạ con mua tôn con bắn để cho nó khỏi rột á. Ờ, dạ, ăn bà trước. Dạ, để cho nó khỏi rột chỗ bà ngủ á, bà ngủ là nó bị rột mưa đúng không? Rột rột bạc đó con. Dạ dạ, bây giờ con mua tôn này con bắn xung quanh cho bà nha. Ờ, con con bây giờ bà nói con nghe. Con vô giúp vô tiền nhiều ít không biết. Dạ. Tự con giúp đỡ. Dạ. Rồi bà nói anh em ta sửa. Dạ. Ờ, con có đồng tiền con giúp bà. Dạ. Rồi bà nói anh em sửa giùm. Dạ. Dạ. Cần thiết con thuê thợ làm cho bà luôn. Hả? Con thuê thợ làm cho bà luôn. Thì nói anh em giúp mừng, yeah. Con giúp tiền, yeah. Bà cảm ơn nhiều. Dạ, dạ, dạ. Thì ở đây cô bác cũng thấy, nói mấy anh em nói giúp đỡ cho bà Sáu cái nhà lành quá, không có dột. Dạ. Rồi cũng con có cái tiếng, rồi bà cũng có cái hậu quả là con thương bà. Dạ. Bà già mà được mấy em nó thương bà. Dạ. Được vậy là bà quý hơn cơ. Dạ. Quý lắm. Dạ. Con cháu bà nghèo lắm. Dạ dạ. Ờ, không có lo được. Mà dạ, để con mua tôn về con bắn quây xung quanh nhà cho bà nha. Dạ. Để cho bà ví dụ như mưa nó phải bị dột ha. Dạ, cảm ơn hả con. Dạ dạ dạ. Ờ. Để con ra con lấy cái máy niệm Phật con tặng bà ha. Dạ. Bà cảm ơn con ha. Dạ. À, cái chị Huệ Nguyễn đó bà. Dạ. Chị Huệ Nguyễn chị tặng cho bà hai cái máy niệm Phật. Dạ. Cái máy này là để đông kinh á, tôi để đọc Nam Mô A Di Đà Phật á. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, để con mở cho bà nghe thử ha. Dạ. Con lấy pin con bỏ vô ha. Dạ. Đây cái máy đây. Máy này này. À, chị Hề Nguyễn chị ở bên Mỹ chị tặng để con gắn vô cho bà nghe ha. Dạ. Gắn vô cho bà nghe thử ha. Dạ. Đây, bỏ pin vô là được. Là nó tối bà mở bà nghe ha. Dạ. Bỏ túi rồi bà nghe hả? Dạ đúng rồi, bỏ đâu cũng được là nó nghe. Dạ. Cảm ơn quá. Dạ dạ. Đây để con bỏ pin vô cho bà ha. Dạ. Đó. Để con bỏ pin vô cho bà để bà lấy cái bằng nghe. Là nó hát Nam Mô A Di Đà Phật đó bà. Dạ. Đây bà mở cái công tắc này nè bà. À. À vậy đó hả? À. Bà thích không? Bà thích không? Bà thích cái này không? Đó, lúc nào bà không nghe nó bà tắt đi ha. Tắt đây này. Đấy, tắt cái nút này này. Đó. Tắt vậy ha. Cái máy này là máy tổng kinh. Ta của chị Huệ Nguyễn đó, tặng cho bà nha. Dạ. Đây này, cái này mình mở lên này bà. Mở lên mình mở xuống này. À vậy hả? Đó, đây này, cái nút này này bà. Dạ. À, lúc nào bà không nghe nó bà tắt đi ha. Dạ đấy. À. Cái này là để cho bà xài, còn cái này là tặng cho anh này. Bây giờ cho chú đang nằm ở giường nha. Yeah. Là hai người hai cái. À. Ha. À. Hai người có hai cái để cho bà ngồi ha. Giờ nghe giờ sao đâu. Bà kéo xuống đúng rồi. Rồi hả? Đó, đúng rồi. Tắt đẩy lên. Dạ tắt đẩy lên bà. Vậy bà xài bà mở lên bà xài ha. Rồi bây giờ con tắt này. À, tắt đi mình nói chuyện tí nữa mình nghe tiếp ha. À. Được quá. Thì hôm nay có mấy cô chú có gửi tiền biếu cho bà. Dạ. Dạ, để con đọc tên các cô chú mà gửi tiền tặng cho bà nha.
Các cô chú ấy gửi biếu tiền bà để bà xài á. Bà nghe ha, nghe con đọc đọc tên ha. Dạ. Là chị Mến ở Long An. Chị Mến ở Long An là gửi cho bà 1,5 triệu. Dạ. Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu gửi cho bà 1 triệu. Sao vâng? Các cô chú mà gửi tiền tặng cho bà, biếu tiền cho bà. Trời ơi, nói ra đâu rồi, nó nói lại rồi bà rồi. Nghe. Có nghĩa là các cô chú gửi tiền biếu bà, con đọc tên cho bà nghe ha. Dạ. À, bà cứ ngồi thẳng lên đi. Chị Mến ở Long An. Dạ. Là gửi cho bà 1,5 triệu. Dạ. À, Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu gửi cho bà 1 triệu. Dạ. Anh Đặng Đình Đào ở Long An gửi cho bà 500. Dạ. À, cô Lê Thị Kiếp ở quận 11 gửi cho bà 1 triệu. Dạ. Sư cô chùa Pháp Hải ở Vũng Tàu. Dạ. Gửi cho bà 2 triệu. Dạ. Rồi anh Hoàng Nguyễn gửi cho bà là 50 đô. Dạ. Dạ. Chị Ly Ly Phan Thị Ly á là gửi cho bà 2 triệu. Dạ. Dạ. Chị Thu Vân. Dạ. Là gửi cho bà là 3 triệu. Dạ. Chị Tâm. Dạ. Là gửi cho bà là 1 triệu. Dạ. Là mấy cái chị, hai chị này là ở bên Mỹ nha bà. Dạ. Dạ. Quang Vân Nguyễn bên Mỹ là gửi cho bà 100 đô. Dạ. Dạ. Trần Trần Thái bên Mỹ là gửi cho bà 100 đô. Dạ. Bùi Bùi Thị Thái là gửi cho bà 500 ngàn. Dạ. Trần Thị Trường An. Dạ. Gửi cho bà 300 ngàn. Dạ. Dạ. Trương Thị Hoa là ở bên Mỹ đấy bà. Dạ. Là gửi cho bà 2 triệu. Dạ. Nguyễn Thủy Nguyễn Ngọc gửi cho bà 100 đô. Dạ. Anh Hải Long gửi cho bà 500 ngàn. Dạ. Cô Sang ở Đà Nẵng gửi cho bà 1 triệu. Dạ. Nguyễn Ngọc Trinh ở Bình Thạnh gửi cho bà 2 triệu. Dạ. Cô Liên bên Úc gửi cho bà 2,5 triệu. Dạ. Tổng số tiền là 28 triệu. Dạ. 850 ngàn. Dạ. Là hôm nay con mua sữa cho bà là hết 700 ngàn. Dạ. Dạ. Là còn lại 28 triệu 150 ngàn. Dạ. Bây giờ con sẽ đưa cho bà một ít để bà lấy tiền bà xài hàng ngày. Dạ. Vậy bà. Một tháng bà xài hết bao nhiêu tiền? Trời ơi, con biết đâu, nói con có cô bác cho thì xài nhất nhất. Dạ. Chứ không biết nhiều. Dạ. Giờ cô bác một đó. Tháng bà mấy chú xài hết 2 triệu không? À, ha. Một tháng bà mấy chú xài hết 2 triệu không? Đâu có dữ vậy. Không dữ vậy hả? À. Nhưng nhìn thật vậy không? Bệnh không có đi nhà thương. Bây giờ một tháng con đưa bà 2 triệu nha. Yeah. Chia ra để mình lấy tiền mình xài lâu dài ha. Yeah. Cứ tháng con xuống con đưa bà một lần 2 triệu. Yeah. Nha. Giống kiểu là con lương, con phát lương vậy á. Yeah. Thôi rồi bây giờ để cho rồi chưa cho thế. Bà nói đi, bà nói cho đi. Cho bà dạ. Nói ơn nghĩa với cô bác ở đây. Dạ, dạ. À. Bây giờ bị gì cô không biết chữ. Dạ. Bây giờ con đọc ra thì cô bác một nhiêu vậy không biết chữ. Dạ. Tôi cũng nhớ ơn tôi Võ Thị Mán. Dạ. Nay cô 95, tôi cũng nhờ mấy anh nước ngoài, mấy chị cô bác nước ngoài. Dạ. Từ lớn chi nhỏ mà nuôi tôi hàng ngày hàng trăm. Mà tôi mạnh dỗi tới giờ này với con tôi nó được sức khỏe. Dạ. Nó nằm một chỗ, ở một chỗ đây, một chỗ cũng nhờ ơn con giúp đỡ ở trên mà con nói mấy anh em ở đây mới biết. Dạ. Chứ con không hướng dẫn làm sao cô bác ở đây biết. Dạ. Cái bà khổ. Dạ. Tôi cũng có đôi lời nhắn nhủi với anh em cô bác ở đây. Dạ. Nhắn nhủi ơn nghĩa cô bác. Dạ. Nói con với con cực khổ quá. Dạ. Tôi cũng nhờ ơn trên mấy anh em đây nghe không? Dạ, không bà cứ nói là các cô chú nghe được á. Ờ, dạ. nghe không? Bác bà nói mấy anh em đó nghe không? Dạ, nghe. Ờ, dạ. Đền ơn cô bác không biết ngày nào, chết không biết ngày nào. Đền ơn cô bác giúp đỡ tôi, cảm ơn nhiều. Dạ, con. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, bây giờ con nói này, bây giờ con sẽ đưa cho bà một tháng 2 triệu. Dạ. Cộng với con thuê người xuống là sửa cái vách này cho bà nha. Dạ. Con mua tôn con bắn từ bên này. Bắn từ bên này này. Dạ. Đó, bắn từ bên này dài qua bên đây. Là có nghĩa là bắn đến cái chỗ bà ngủ luôn ha. Dạ. Con mua tôn mới về con thay cho bà ha. Dạ. Bà chịu không? À, chịu. Bây giờ con cực khổ. Con giúp đỡ tiền bà ở đây, bà nói anh em mua. Dạ. Chứ con cực, con ở xa quá đi.
cô bác này thương con quá đây cô dạ, bác dạ. Từ ở ngoài nước ngoài. Dạ. Nói chung là con sẽ xuống con nhờ người làm cái vách này cho bà này, làm hết cái vách này cho bà. Dạ. Thì con không biết chỗ này bao nhiêu thì con sẽ thuê người tới để xem người ta xem bao nhiêu tiền. Dạ. Thì con sẽ xuống con mua tôn con bắn từ bên này qua bên kia cho bà để cho nó lành. Dạ. Để tối bà ngủ nó không bị mưa nha. Dạ. Dạ. Rồi một tháng con sẽ biếu bà 2 triệu. Dạ. Nha. Bây giờ con sẽ đưa cho bà thêm 2 triệu nữa để bà bỏ túi. Yeah. Rồi lúc mà con xuống con sửa cái vách này xong xem còn dư lại bao nhiêu. Yeah. Thì hàng tháng con xuống con sẽ biếu cho bà mỗi tháng 2 triệu. À, yeah. Con thay mặt các cô chú. Yeah. Mỗi tháng đưa cho bà 2 triệu. Yeah. Tháng nào con cũng xuống. Yeah. Yeah. Yeah, còn vậy. Nếu mà con tìm được cái người nào mà tin được á, thì con sẽ đưa tiền cho người đó cầm giùm bà. Yeah. Chứ bây giờ đưa số tiền lớn của bà cầm không được. Yeah. 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 Con sẽ đưa cho người đó để người đó hàng tháng đưa cho bà xài. Yeah. Bởi vì con sợ là những cái người mà họ lấy tiền đó, họ tham quá, họ lấy hết tiền của bà. Yeah. Họ không có mua đồ ăn thức uống cho bà. Yeah. Yeah. Cảm ơn. Yeah. Bây giờ con đưa cho bà 2 triệu bà bỏ túi ha. Yeah. Yeah. Cảm ơn con. Rồi con sẽ xuống hàng tháng con xuống. Rồi bắt đầu nay mai con xuống con làm cái vách này cho bà. Ha. À. Con mua tôn á, về con bắn. Tôn đó mà giờ bà nói con nghe. Tên nó giờ con mua cực quá. Không, không sao đâu bà, để con... Không được hả? Dạ, dạ, con sẽ làm cho bà. Con rò giùm dạ, hả? Dạ, dạ. Đây là 2 triệu này bà. Dạ. Bà đếm 2 triệu. Để bà lấy tiền bà xài nha. Bà đếm đi, bà đếm đủ không? Bà đếm xem đủ 2 triệu không? Dạ, cắt đủ chứ. Một này. Giờ cũng mấy anh em đây thương tôi. Dạ. Mà đưa tiền tôi cũng nhớ ơn mấy dạ. Anh em nước ngoài. Dạ, đưa dạ. Tôi hàng ngày hàng tháng. Em ngày này nó giúp tôi nên mỗi hàng tháng nó cho tiền tôi ăn. Đằng mà tôi uống sữa rồi tôi sống tôi nuôi con. Dạ. Tôi cũng nhờ mấy anh ở nước ngoài. Vậy là đằng đấy con mua thùng sữa là hết hết 700 ngàn. Bây giờ con đưa cho bà 2 triệu là hết 2 triệu 7 nha bà. Dạ. 2 triệu 700 ngàn. Dạ. Rồi bây giờ con tranh thủ con sẽ xuống con làm cái vách này cho bà. Dạ. Ha. Dạ. Tại bây giờ người ta nói chuyện ngoài kia người ta hát ồn quá. Để con về rồi con xem là con xuống con làm cái vách này cho bà. Để bà lấy chỗ bà ngủ ha. Dạ. Rồi làm xong vách thì hàng tháng nếu mà con kiếm được người á thì con sẽ đưa cho người đó giữ tiền giùm bà. Dạ. Để hàng ngày mua đồ ăn thức uống cho bà. Mua thuốc cho anh, mua thuốc cho bà. Có nợ con gái, có đứa gái à? Để con xem đó, để con xem chị ấy như thế nào, con tìm hiểu cái đó nha. Ha. Để con xem thế nào đó nha. Rồi còn không là hàng tháng con xuống con đưa tiền cho bà ha. Yeah. Để con sửa cái vách cho bà trước đó rồi tính ha. Yeah. Rồi bây giờ hôm nay con xuống con thăm bà. Yeah. Mấy con tạm thời con gửi cho bà 2 thùng sữa. Yeah, mấy cả con gửi cho bà 2 triệu trước. Để bà lấy tiền bà. Mấy dạ là 2 triệu 7 rồi. Là 28 triệu 850 ngàn. Yeah. Trừ đi 2 triệu 7. Yeah. Là còn lại là 26 triệu 150 ngàn. Yeah. 26 150. Rồi. Bà cảm ơn con hướng dẫn ở chợ ngoại. Mấy nước ngoài mấy anh mấy em. Dạ, mới giúp bà. Dạ, dạ. Chứ ở ngoài xa quá làm sao giúp bà. Dạ, 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 dạ. Nhờ con thương bà. Nay mai con sẽ xuống con làm cái vách này cho bà ha. Con sửa các cái vách nhà này cho bà. Thôi về bây giờ con về nha. Dạ. Con về vài bữa nữa con xuống ha. Nha bà nghỉ ha. Chừng nào con thương. Con về sắp xếp xong rồi con xuống liền ha. Dạ, sắp xếp người làm rồi nó kia xem tôn tiết như thế nào đấy rồi con xuống con làm cho bà ha. Dạ, dạ. Vậy bà nghỉ ha. Dạ, dạ, bà yên tâm ha. Do ngoài kia đang hát karaoke đám tiệc gì đó cho nên mình không có thể nó ngồi nói chuyện thêm với bà được. Thì bây giờ mình sẽ trước mắt thì bây giờ mình sẽ về mình kiếm người mình thuê người làm cho bà cái vách từ bên này đổ dài sang bên này. Sang đến cái chỗ của bà đang ngủ đây. Thì để cho bà lấy chỗ bà ngủ cho nó ngon lành. Thì số tiền còn dư lại thì mình sẽ tìm hiểu về con của bà xem nếu được thì mình sẽ đưa hết cho con của bà. Giữ tiền cho bà. Còn nếu mà không thì mình sẽ cố gắng mình hàng tháng mình sẽ xuống một lần để biếu cho bà một tháng 2 triệu để bà xài. Nãy hỏi thì bà nói bà không xài đến hết 2 triệu nhưng mà giờ cứ tạm thời cứ đưa cho bà 2 triệu một tháng đi. Rồi mình tìm hiểu được thì ok, nếu mà con cái bà mà được chăm sóc cho bà tốt thì mình sẽ đưa hết số tiền này cho con bà để lo cho bà. Thì hẹn gặp mọi người trong một cái clip sau, cái lúc mà khi cái vách nhà của bà đây khi làm xong rồi. Bởi vì cái vách nhà này nếu mà giờ làm thì mình cũng phải đi tìm người, rồi cũng phải kiếm thợ thầy nó kia để làm á. Thì khi mà xong thì mình sẽ quay lại và lúc đó mình sẽ trừ tiền đi và số còn dư lại sẽ đưa cho con bà, hoặc là mình sẽ giữ hàng tháng mình đưa.
thì mọi người comment và cho ý kiến nha. Bởi vì mình thấy những người già thứ nhất là trước nay không có ai chăm ngó tới, nhưng mà khi có tiền là rất nhiều người nhòm ngó. Cho nên mình cũng hơi lo sợ là những cái đồng tiền của các cô chú, các anh chị mạnh thường quân nó không tới được với những cái người mà cần tới. Thì nếu mọi người có ý kiến như thế nào thì cứ để lại ý kiến thì mình sẽ tiếp thu và mình sẽ làm theo ý kiến số đông của các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video đây. Mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ Tiến Sài Gòn để theo dõi những video mới nhất. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Con chào bà nhé bà ơi. Con chào bà, con đi về ha. Dạ, dạ. Bà cảm ơn con ha. Dạ, 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 dạ. Con biết không, nó đây dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Rồi con đi về ha. Cảm ơn con ha. Dạ, dạ, con chào bà. Rồi cô bác và gia đình khỏe hơn. Dạ, dạ, dạ. Dạ, con chào bà. Bà mà...